Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục quan tâm đến hệ thống y tế, có cơ chế, chính sách phù hợp để các cơ sở y tế mua sắm trang thiết bị, thuốc men, tránh tâm lý sợ thanh tra, kiểm tra, không dám làm, không dám mua. Vừa qua một số vụ án trong ngành y tế, có liên quan đến ngành y tế, thì việc tổ chức đấu thầu, đấu giá, mua sắm, thuốc men, sinh phẩm và trang thiết bị y tế đang bị đình trệ. Việc thực hiện hợp tác kinh doanh đầu tư các trang thiết bị y tế thế hệ mới từ nguồn lực của xã hội cũng dừng lại. Đây là chủ trương đúng nhưng cách làm có sơ hở, có sai. Sai thì sửa nhưng cần phải tiếp tục làm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những điểm tích cực, kết quả đạt được bên cạnh những hạn chế tồn tại ở các lĩnh vực cần được xử lý quyết liệt hơn, kịp thời hơn để mang lại hiệu quả cao hơn. Đó là về vấn đề chậm giải ngân, thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công chậm và không đạt kế hoạch. Theo tôi thì cần xem xét cả năng lực hấp thụ vốn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư, cần nhanh chóng xây dựng và triển khai hiệu quả các biện pháp cải thiện các yếu tố để tăng cường năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế. Việc chính phủ thành lập các tổ công tác để rà soát, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn từ thực tiễn và từ ngay các quy định của pháp luật có liên quan đến đầu tư là một giải pháp cần thiết. Các đại biểu cũng đề nghị quản lý tốt các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách sai phạm. Về tổng kết thực hiện nghị quyết số 42, đa số ý kiến của đại biểu đồng tình với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ cần có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi nghị quyết, cần trương nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.